Để bổ sung dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe, nhiều người lựa chọn viên uống vitamin. Tuy nhiên, lạm dụng vitamin hoặc sử dụng chúng không phù hợp với từng đối tượng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Nắm bắt tâm lý của người tiêu dùng, nhiều cơ sở kinh doanh vitamin của các hãng thực phẩm chức năng nước ngoài được quảng cáo với nhiều công dụng, chống lão hóa, tăng cường sự dẻo dai, chống loãng xương. Thị trường xuất hiện đủ thứ, từ loại dùng cho trẻ em cho tới người già, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh muốn níu giữ thanh xuân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Đan Thùy, trưởng khoa nội thận lọc máu Bệnh viện Bình dân TP.HCM lưu ý, việc sử dụng các loại vitamin ở nhóm đối tượng như trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, đặc biệt là những người bị suy chức năng gan và thận có thể gây ảnh hưởng do liều lượng không phù hợp. Một số người kết hợp thực phẩm chức năng với các loại vitamin làm tăng nồng độ vitamin và gây ra biến chứng đa chức năng của cơ thể. Bác sĩ Đan Thùy nhấn mạnh, cần chú ý rằng ở liều lượng cao vitamin vẫn có thể gây suy thận, ngay cả ở những người có chức năng thận bình thường. Ở những người suy thận, liều lượng bổ sung thường rất thấp, mặc dù liều lượng đã được điều chỉnh phù hợp với đa số, nhưng đối với nhóm phụ nữ mang thai, trẻ em, thường không được khuyến khích sử dụng, đặc biệt là những bệnh nhân suy thận. Cũng theo các chuyên gia, việc sử dụng cái gì quá nhiều cũng sẽ tạo nên tác dụng phụ. Do đó, bất cứ khi nào thấy các dấu hiệu của nhiễm độc vitamin, ngay lập tức thăm khám để bác sĩ đưa ra các biện pháp giải độc kịp thời, tránh tình trạng thừa vitamin.